hỗn hộ quá ha con. Dạ. Ông ăn ổi không? Không. Thôi ông ăn để mẹ con tôi ăn. Công nhận nghe bà. Dạ. Sao bây giờ người ta giàu quá trời quá đất luôn đó bà. Rồi nào là ở biệt thự nè, rồi đi xe sang, rồi xài tiền tỷ mà trời ơi, đám cưới gì đâu mà quá trời rồi, mấy chục tỷ luôn đó bà. Mà bây giờ người ta xài tiền tỷ giống như ta nói chừng giống như mình là 20-30 gì đó. Trời ơi, tiền đó mà dễ kiếm như vậy trời. Ở đâu mà dễ kiếm như vậy trời. Ba má con thấy bình thường mà. Hả? Bình thường. Trời, ba thấy không bình thường chút xíu nào đó con, cái gì mà... Ba có nghe cái câu ngày xưa mà cổ nhân mình nói là phi thương bất phú không? Ừ, sao? Ừ, sao? Là mình muốn làm giàu thì mình phải làm chủ, mình phải kinh doanh, mình phải buôn bán. Mà kinh doanh buôn bán cái gì? Đó là dấu chấm hỏi. Khoan, hãy tìm hiểu. Trời ơi, cái đầu nó nghĩ như tới đó luôn. Thiệt luôn hả con? Dạ. Rồi sao? Nhưng mà con hỏi má nè. Bây giờ mình muốn kinh doanh vậy đúng không? Muốn kinh doanh làm giàu. Thì theo má nghĩ là mình sẽ xuất phát điểm từ đâu? Sao má biết? Hồi nay thì má có buôn bán vậy mình sao má biết? À, còn ba, ba biết câu trả lời không? Không, ba không biết. Đó là khách hàng. Khách hàng đó má. Ờ đúng rồi, đúng rồi, mình kinh doanh thì theo khách hàng. Dạ, theo cái giới làm ăn của tụi con hay gọi đó chính là thị trường. À. Dạ. Mà cái xã hội của mình ngày càng phát triển như vậy thì cái nhu cầu về hưởng thụ vật chất của người dân rất cao. Điều đó có nghĩa là cầu lớn hơn cung. Thế thì bây giờ mình muốn kinh doanh làm giàu, mình sẽ đánh vào cái phân khúc thị trường này nè má. Rất là tiềm năng. Đây là một thị trường chiến lược, nên do đó cái chuyện kinh doanh làm giàu rất là dễ, không có khó đâu. Trời ơi, sao nó nói nghe dễ dàng. Con nói chuyện này giống như là rất là dễ dàng. Trời ơi, đâu có đơn giản như vậy con. Nếu dạ, mà về, nếu dễ, dễ giàu, thì ai cũng giàu hết trơn. Đúng rồi. Về mặt lý thuyết mình nói vậy thôi, nhưng mà đi vào thực tiễn chuyên sâu á, rất là rắc rối, rất là nhiều cái mảng mà chúng ta cần phải nghiên cứu. Con trai của mình nó nói con này là ba suy nghĩ rằng con đã có cách làm giàu đúng không? Thiệt hả con? Bây giờ con sẽ giúp cho má kinh doanh làm giàu, không cần lao động mệt mỏi. Trời ba ơi, tin con chưa? Trời ơi, con nói cho má đó hả? Con sẽ làm cho má. Con sẽ giúp cho má kinh doanh. Con sẽ đầu tư cho má về mảng ý tưởng. Có nghĩa là làm giàu ngay từ bây giờ. Đúng rồi. Ngay từ giờ phút này. Dạ. Nè, nè. Nói cái gì thì nói nha. Ba với má không có cho con mượn vốn nha. Trời ơi. Ông. Trời ơi, nếu cần thì cho con nó mượn vốn cũng được. Con có làm ăn chứ phải nó ăn chơi đâu mà ông cho. Ông sao kỳ cục quá à. Yên tâm, má ủng hộ con. Đó, má thấy không? Má lúc nào cũng hiểu con. Còn ba lúc nào cũng nghi ngờ ngờ giật con hết. Nhưng mà bây giờ sao? Bây giờ nghe má nói nè. Con nói cho má nghe coi. Cái vụ buôn bán nó làm sao? Cái chuyện mà kinh doanh phải bỏ tiền ra đầu tư rồi huy động vốn tất cả mọi thứ là cái kiểu kinh doanh truyền thống. Mà bây giờ cô ý con nói là bây giờ đầu tư. Dạ, không cần đầu tư. Không cần vốn. Đúng rồi. Cái gì vậy? Xạo, trời ơi. Kinh doanh mà tự nhiên không cần vốn. Mình làm ăn được cái gì hả con? Mình phải có vốn liên mới làm ăn được chứ. Bây giờ mình kinh doanh không cần vốn đúng không? Ừ. Vậy mình cần cái gì? Ngoài cái đầu tư duy tưởng tượng sáng tạo ra, mình phải có một cái dụng cụ hỗ trợ chứ. Lấy đây, gì? Điện thoại của má đúng không? Ừ. Tất cả chúng ta kinh doanh không cần vốn, nó sẽ gói gọn nằm trong chiếc điện thoại thông minh này. Tất cả những chiến lược, tất cả những hoạch định kinh doanh của mình, đó chính là kinh doanh online. Được không? Không biết nữa. Ông bà định bán ba cái đồ này luôn hả? Trời đất ơi, đồ này nghe bán trên mạng á là số 1 luôn đó, không cần vốn nữa. Mà mình chỉ cần ở chỗ trong ngồi mát mà ăn bát vàng đó không? Giờ bài ra bài cho tôi chụp để tôi thấy sao nó cũ mè mà chụp cái gì đấy. Trời ơi, cũ nhưng mà lên trên mạng. Trời ơi, bây giờ tôi cầm cho bà chụp nè. Mà chụp đi. Trời ơi, tôi chụp ông chị, tôi chụp cái kiểu này thôi, hiểu chưa? À chứ không phải là chụp với người cầm hả? Người cầm chứ, cầm lên tới mua bán hàng gì, hàng này tới mới chụp hình này. Ai biết tưởng mà đòi chụp tôi cái người cầm này cho nó có mẫu. Ông phải cầm, ông cầm sao cho nó lung linh quyền ảo chút. Vậy đó. Cái này hả? Quay sau lưng. Nó cũng đen quá, bên này nó cũng xấu quá ha. Đâu này, để tôi chụp thử coi nó ra sao. Chụp thử đi. Bá
bán cái nào xong hãy làm tới tiếp cái đó chứ mà chụp gì. Ông ơi, tôi chắc phải chụp hình chuyên nghiệp hay sao? Tôi thấy tôi chụp hình lên sao nó không có lung linh huyền ảo không ơi. Bởi thấy bà thiệt tình thôi bà ơi. Thôi bà dẹp lấy mấy ý tưởng này bà chụp chơi thì được chứ bán mấy cái này nó cái đồ nó cũ rồi ai mà mua. Trời ơi con mình nói bán cái này được lắm luôn á. Bây giờ người ta bán này rất là thịnh hành. Một vốn hả? Trời ơi mà 4 năm lời đó. Ơi. Má ơi. Bà nghe người ta đồn. Ừ, thông minh. Má. Ủa, có gì ăn không đó bụng quá. Đợi chút má đang nghe. Đúng rồi, con hỏi má nè. Sao? Con nghe là má chuẩn bị đồ để má buôn bán đúng không? Sao má không chịu post lên đi, má bán để cho nhanh vô chứ sao má? Dạ con coi đi con chụp mấy tấm rồi đó. Post rồi đó. Ủa này ai chụp vậy? Ai ăn cẳng gà hay sao mà rung tay tùm lum đấy nè? Má đó. Chết trời. Không phải con. Ủa mà má sao má chụp không có rõ nét má. Thì bởi vậy chụp chắc nó mờ là... quá làm hay sao? Hay là điện thoại má dởm. Không phải, do là cách má chụp chưa đúng thôi. Dạ, thôi con chụp lại đi, con chụp đi. Bây giờ ba trải em con cái khăn nó ra đi ba, cái có cái khăn đúng không? Đó, trải đó, trải ra. Ba trải ra. Má cái đồng hồ ba để qua bên kia giùm con. Con sẽ chụp từng món một, ba trải trên cái bàn con làm cái đó. Đó đúng rồi. Ba trải cái áo ra giùm con. Cái áo này trải sao Má trải, ba trải ngang thôi. Nè. Rồi con chụp cái áo này nha. À vậy hả? Dạ. Dạ rồi. Căng cho nó thẳng ra ba. Căng ra. Đó. Rồi chụp nha. Má phải canh gì nè, má phải để nghiêng gì nè. Mình mới thấy nó rõ nét. Sao? Rồi, ba đưa con cái nồi cơm đi. Nồi cơm ba để chính giữa. Đó, mình phải có cái nền màu trắng này nè. Nó mới tôn vinh cái sản phẩm mình lên, má thấy không? Còn này mình phải để chừng dưới đây mình để lên nè. Nó để từ gốc này mình để lên nè. Đó, má thấy không? Đó, mình sẽ để này mình tạo nét rồi bấm. Đó. Đó, đúng rồi. Bây giờ còn nào không? Ba lấy cái đồng hồ con ba. Trời ơi, ông coi nè, nó đúng là cái nó chuyên nghiệp đó, nó chụp mà thấy hình nó lung linh dễ sợ. Còn má chụp nó tới thui hả? Tại vì má phải để đúng cái gốc máy thì má chụp nó mới đẹp được. Cái đồng hồ ba để con chụp lại cái đồng hồ nè, cái đồng hồ này bán được nè. Ba quay cái hiệu ra. Đó. Này còn cái này má dành nha má. Má để nghiêng, cái này má để nghiêng vậy nè, đó má để nghiêng, đó má chụp đó. 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 Cũng là một nghệ thuật chứ. Đó đi con, bây giờ con đăng này con bán nha. Đăng này con bán nha. Lên trong đó có hình của ba, con đừng có đăng lên bán ba nha. Ba nghĩ sao con đăng ba lên rồi ai mua? Đâu biết được, nhiều khi có tốn tiền thuốc á. Nhiều khi con bót lên cái gì đó, con bót gì bán. Thôi để cái đó. Thôi con bán cái áo nha, con bán cái áo trước đi. Rồi con đăng lên nha. Áo nãy hả? Dạ cái áo. Rồi cái áo này, áo nãy. Áo anh chưa mặc một lần. Cái gì? Mua về cắt mạc bán liền 50k. Có. Dạ. Con nói sao cái áo này má thấy con mặc rồi mà con nói mới cắt mạc vậy, sao nói xạo vậy? Không phải, mình phải tạo cái lạ vậy đó má. Mình nói dốc được tí xíu, mình nói cho nó phong lên một tí xíu. Để làm chi người ta tò mò mới mua được. Còn cái chuyện mà mình mặc bao nhiêu lần đó là chuyện của mình. Có hiểu không? Mình phải ảo, mình phải tạo làm sao cho người ta tò mò. Ô, rẻ quá, mới mua chưa mặc, ta mua liền. Trời má. Cái gì? Nè, má thấy không? Nè, có một người mua nè. Trời ơi. Hạ Thiên Trinh. Nè, thấy không? Mua cái áo này nha. Bao nhiêu tiền? 50.000 đó. Trời ơi. Đó thấy không? Má thấy không? Cách của con hay chưa? Mình không cần vốn, má chỉ cần chụp quăng lên đồ cũ cũng được. Bây giờ người ta mua liền. Má chưa thấy chưa? Ông thấy chưa? Hay dễ sợ luôn, thiệt tình luôn nha. Trời ơi. Ê vậy má một đống đồ cũ kìa. Lôi ra hết. Mình chụp, mình post lên từ từ. Má chỉ gom tiền vô thôi, không cần vốn. Phương pháp còn hay không? Thấy cái chuyên môn về kinh doanh của con ghê chưa? Giỏi quá, thằng trai tôi số một luôn á. Má con có bụng quá. Ừ được rồi. Bây giờ cứ ăn là ăn thiệt chứ phải ảo nè. Đợi má, con trai cưng của tôi. Nè ba thấy không? Ba còn coi thường con trai bữa ba nữa thôi. Cái gì tự nhiên cười vui vẻ vậy? Trời ơi, tôi hỏi ông bây giờ cái gì còn vui hơn là tiền? Đúng con trai tôi thì thiệt cái giỏi gì đâu. Nó chỉ tôi bán hàng trên mạng mà bây giờ tới nó ngồi không có cần phải đi đâu á. Mà tới nó tiền lời vô quá trời đã rồi. Hạnh diện quá ha. Sao hạnh diện? Coi như là theo bà nói là mới có một tháng bà đã có lời rồi đó hả? Chứ sao? Trời ơi, lời nhiêu? Hơn 5 triệu. Trời ơi, có tiền chợ rồi ông ơi. Nè. Có muốn có phần hùng vô đây không? Tôi sẽ cho ông có phần hùng vô đây nè. Kiếm tiền dễ lắm. Thôi, khỏi. Tôi già rồi, nghỉ phẻ đi ha. Khỏi có tham gia mấy cái chuyện này. Thôi bây giờ ông, tôi nói thiệt, ông không muốn kiếm tiền thì thôi. Ông ngồi không xơi nước đi. Rồi. Tôi muốn kiếm tiền kể tôi. Biết bà hay rồi. Gì đây? Cái tin nhắn gì đây? Ý ông ơi, vô bánh.
gì vậy? Trời ơi, có mối hàng lớn nè, lấy hàng 1,5 triệu luôn á, trời ơi. Cái gì trời ơi, ba cái đồ si đa này mà tao đặt hàng tao mua tới 1,5 triệu luôn hả? Bởi tôi nói con người ông nó quê mùa lạc hậu. Quê sao? Mình buôn bán, người ta cần hàng thì mình giao cho người ta thôi. Mình không cần biết họ làm cái gì. Nhiều khi họ cần cái hàng thì mình cứ kiếm hàng mình giao, có đó mới quan trọng. Quan tâm chi mấy cái chuyện lẻ tẻ, hiểu chưa? Ừ. Hay vậy ta? Quá trời, hay quá ha. Ngon lành ha. Gì mà chưa gì có người đặt. Ê. Cái gì? Trời ơi, người ta nói nè, sẽ chuyển khoản cho tôi à. Nhưng mà tại vì khác ngân hàng cho nên chuyển hơi chậm chút, thông cảm. Có nghĩa là bây giờ mình đi ra biểu giao hàng cho người ta. Từ từ, không cần gấp. Biết sao hôm mới đầu kêu gấp. Bây giờ kêu là từ từ đi. Tại vì mới nhắn nữa nè. Nhắn sao trời nữa? Ơi, nói là tính lấy hàng. Nhưng mà đột xuất có người thân nó nằm bệnh viện. Gì hả? Tội nghiệp quá vậy trời. Sao đồ tự nhiên mà nó trùng hợp vậy? Bởi vậy tôi làm phước liền. Làm phước gì? Tôi nói là được rồi, để tôi giúp. Thì giúp gì bây giờ, thì dụ người ta kẹt người nhà, người ta nằm bệnh viện. Thôi ông động người ta chưa có nhận được hàng thì... Đợi tôi. Xong. Nè. Giúp rồi. Nè, thì bây giờ thì giúp người ta, đương nhiên là phải giúp rồi. Bây giờ người ta bận, gia đình người ta có người thân nằm bệnh viện. Bây giờ thì coi như người ta không nhận hàng thì vài bữa nào ta nhận hàng thì mình đem giao hàng cho người ta. Cái vụ nhận hàng thì từ từ người ta nói người ta lấy. Tại vì người ta giờ có người thân giúp là biết không, tôi làm từ thiện. Làm mà cái tâm tôi tốt vậy lắm. Thì người ta nói là có người thân trong nằm bệnh viện đó. Nghĩa là đột xuất tính đi lấy hàng, cái đột xuất người thân là xách đi liền. Trong túi đâu có tiền đâu. Rồi vô trong đó bệnh viện biểu bây giờ phải ứng ra người ta mới khám mày nè. Cho nên bây giờ người ta đâu có tiền, cái ta nhờ mình nè. Người ta nói là coi cho chị cho mượn đi. Rồi mượn nhiêu? 5 triệu để đóng vô tiền. Chị một lát nữa bà tính là bà đi ra ngoài chỗ ngân hàng bà chuyển khoản cho người ta đó hả? Lúa, trời ơi, bởi vậy trời. Cái gì lúa? Nghĩ gì sao mà đi mất công đi ra ngân hàng. Chứ ở đây thì sao bà chuyển cho người ta trong bệnh viện được? Đây. Trời ơi, thằng con trai tôi nó làm tôi cái phần mềm. Bây giờ miễn là ông có tiền trong tài khoản là 30 giây là bên kia nhận được tiền rồi. Trời ơi, chuyển vậy xong rồi, xong xuôi rồi. Nè, 5 triệu. Bà chuyển rồi luôn hả? Chuyển cho người ta, trời ơi, là phước mà ông. Trời ơi, bà cứu người như cứu quả. Tâm là bệnh trong bệnh viện mà phải đưa liền cho người ta chứ. Trời, sao bà tin người ta dữ vậy? Rủi mà bà bị người ta lừa gạt rồi sao? Mà con người ông sẽ lúc nào cũng đa nghi hết trơn. Đa nghi cái gì? Cái này trời tôi ơi, không phải cái gì mà lừa đảo trong đây. Á, mà lừa đảo. Có tin nhắn gì nữa đây? Cảm ơn bạn. Mình đã nhận được tiền bạn gửi rồi. Thấy không? Nè, tan chứng vật chứng hẳn hoi. Nếu mà lừa đảo á, tụi nó lấy tiền được của mình rồi. Nó làm thinh. Mắc mớ gì mới phải nhắn tin để cảm ơn mình. Vậy bây giờ mình đi soạn hàng để mình chuẩn bị chừng nào mình giao cho người ta. Tôi nói từ từ bây giờ người ta lo trong bệnh viện, người ta lo cho người thân của người ta đây nè. Từ từ cũng được. Trời đất ơi. Ý, ai đây? Ý, thằng con trai tôi. Thằng Minh tôi tính gọi cho nó. Tôi là có cái mối hàng lớn để giờ khoe. Nhớ nó quá, bà mở loa lớn cho tôi nghe. Mở loa lớn tôi nghe giọng của nó coi. Nhớ. Dạ ba má. Ba má khỏe không ba má? Khỏe rè con ơi. Ê nè. Đang ngồi bên cạnh má nè. Vô mánh. Vô mánh hả má? Ừ. Sao con gọi điện con nói gì vậy? À đúng rồi, con quên. Con muốn nói với ba má là bây giờ có nhiều người ta lừa gạt lắm nha. Bằng cái hình thức là người ta mua hàng số lượng lớn, rồi bắt đầu là người ta lừa đảo mình đó. Nên con gọi điện về cho ba má mình cảnh giác. Phải có phải là người ta nói là trước khi nhận hàng người ta nói người nhà của người ta nằm ở trong bệnh viện, rồi người ta kêu mình tạm ứng cho người ta mượn tiền trước phải không con? Ủa? Sao ba biết hay vậy? Ba ơi, ủa vậy là ba nghe người ta kể rồi hả ba hay sao? Nghe rồi, cái này là má con kể. Trời ơi, vậy là đỡ quá rồi. Má biết như vậy là má sẽ không bị lừa gạt đó ba. Họ đỡ rồi con ơi, dính trưởng rồi con. Ủa dính trưởng là sao ba? Năm chai. Ủa năm chai gì là sao? Là má con cho tao mượn 5 triệu rồi con. Trời, má. Trời ơi, tôi bị lừa đảo mà sao ông vui quá vậy? Ông phải cản tôi lại chứ. Tôi cản bà được mới hay à. Trời đất ơi, thiệt tình là cái gì? Cái gì có vợ có chồng thì phải nói tôi một tiếng chứ. Nãy tôi cản rồi mà bà đâu có chịu nghe. Thiệt tình luôn hả? Bà làm phước mà. Trời ơi, vậy là lừa gạt tôi đó hả? Vậy mới thấy đôi lúc bản thân đã già rồi, có con trẻ bên cạnh thì sẽ khác. Già rồi không cần gì nhiều hơn, chỉ cần người bên cạnh mà thôi.